Người ta thường nói rằng tình yêu dù đúng dù sai, người sai vẫn là người không đúng. Cô gái tóc vàng này tên là Iris Sinkin, số phận sắp đặt cho cô ở vị thế của một người lụy tình. Dù bị đối xử tệ bạc, những ngày lễ chìm trong nước mắt và thuốc an thần. Chia tay đã lâu, Iris cũng chẳng thể nào quên được cái thằng mà cô biết người mới nó rất khốn nạn. Người chị đồng nghiệp hết lời khuyên ngăn nhưng tỏ ra không hiệu quả. Đang cố trải lòng thì bà sếp gọi vào làm việc, thế rồi biệt mai đánh máy. Một giọng nói cất lên khiến gương mặt cô nàng tươi tỉnh hẳn, đó chính là Jasper, một phục boy chính hiệu. Sinkin lấy ra hộp quà đã nén cất trong hộp tủ của gã mang ra tặng kèm lời chúc cho lễ Giáng sinh. Jasper nói cũng có cái váy muốn tặng nhưng để quên ở xe dù cô nàng ra mặc thử. Một kiểu gã chịt vô cùng lộ liễu, nhưng chưa tay rồi, ngại bỏ mẹ nên được, Sinkin quyết định để lần sau. Mở hộp quà, đó là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng xuất bản lần đầu tiên vô cùng giá trị. Sao em tuyệt thế hả? Thật tiếc là chúng ta không còn là của nhau. Jasper với gương mặt hớn hở rất mật vào tai cô nàng, si tình gốc ngách. Với cái văn con cóc nổi da gã ấy, Sinkin bị sao động thật sự. Cô nói mà như sắp khóc đến nơi, thế rồi họ ra ngoài dự bài phát biểu của sếp tổng. Ông đứng ra làm chủ hôn cho cặp đôi cấp dưới, ai có ngờ chú rể lại là Jasper. Cô gái tội nghiệp đứng kìm nén cảm xúc, nụ cười gượng gạo cố ngăn dòng nước mắt. Không thể chịu được nổi những điều đang diễn ra trước mắt, Iris rời khỏi bữa tiệc. Trời tuyết rơi lạnh buốt, cô thất thểu bước lên bậc thềm. Vừa đóng cánh cửa, tiếng khóc nghẹn lập tức vang vọng khỏi căn phòng. Chuyển cảnh đến ngôi nhà của cặp đôi đang sống thử Amanda. Tiếng máy cắt cỏ làm Ethan, một nhà soạn nhạc phim nổi tiếng tỉnh giấc. Đêm qua anh bị cho ngủ phòng khách, chạy lên vừa mở cửa thì ăn ngay cái giày vào mặt. Nó được ném bởi người sản xuất chiêu lô phim ở Los Angeles. Cô mắng thậm tệ tê người yêu vì can tội ngủ với nhân viên. Một vài bộ quần áo đút bội vào vali, Amanda đuổi thẳng cổ Ethan ra khỏi nhà, đồ đạc còn lại sẽ ship sau. Sập mạnh cánh cửa, cô nàng quay đít lên phòng mặc kệ bạn trai đứng ngoài cố thanh minh. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, nàng trên ban công, chàng dưới thảm cỏ vẫn tiếp tục cửa cãi. Ethan kết thúc rồi, Amanda nói với cường độ cao quá mà đau cả thực quản. Thế rồi Ethan cũng thừa nhận mình ngủ với cô nàng nhân viên thân thiện. Đấm ngực, Amanda quay vào phòng, ông cắt cỏ thuê cũng lắc đầu ngán ngẩm. Có điều cái thằng nó lì vẫn lại nhảy mãi không chịu thôi, bực mình cô nàng xuống sân. Mẹ cái thằng này nói thế không hiểu à, hai đấm chỉnh xác giữa mặt. Ethan vỡ alo nằm lan ra đất, cố vận công giảm nhiệt, lấy lại bình tĩnh. Amanda quay trở lại chỉ đạo chỉnh nốt đoạn chiêu lô phim. Xong việc cô viện hàng trăm lý do để có một kỳ nghỉ tại một nơi xa, thật xa thành phố. Ngồi chọn địa điểm để có thể một mình chán nản vào lễ Giáng sinh. Một mình, chỉ một mình, Amanda lầm bầm rồi bật khóc. Thế nhưng bằng tất cả tâm trạng tồi tệ, sự cố gắng không ngủ nghỉ, thử đủ mọi cách cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Gác lại chuyện đó, cô tiếp tục tìm địa điểm trên một trang web. Và rồi một vùng nông thôn nước Anh được chọn. Tình cờ bất ngờ theo đúng ý đạo diễn, đó chính là nơi ở của Simpkins cũng đang đau khổ vì yêu. Con nàng trông tiểu tụy quá rồi, từ hôm đó đến giờ vẫn còn khóc. Thậm chí Simpkins còn có ý định hít khí ga tự tử. Nhưng rồi nhớ đến ba mẹ, cô lao ra cửa sổ và vào mặt trước tỉnh táo. Động viên bản thân đừng buồn, thế rồi tin nhắn Messenger gửi đến. Nhà còn phòng nào trống không, có mỗi gian thôi, có đổi thì đổi. Thế rồi hai người phụ nữ cùng tâm trạng rất nhanh cuốn lấy nhau. Họ thống nhất ngày mai sẽ lên đường, cái thể loại hãng thì hay va, cuộc đời thường là thế. Simpkins vừa ngồi vào ghế thì gặp ngay Jasper cùng vợ đi tuần trăng mật. Thế rồi thằng mặt phụ khoa ấy còn nhắn tin đến nữa, cô nàng lại thùn thức. Bắt taxi trên vùng đất lạ, phần nào làm tâm trạng Simpkins khá hơn một chút. Amanda thì bị cho xuống tít đầu đường do tuyết phủ dày không vào được tận nơi. Kéo cái vali nặng đề lê từng bước, ngổng cơ đít hít cơ mông, chân siêu véo cuối cùng cũng đến nơi. Mừng rớt nước mắt, Simpkins thì từ bé đến giờ chưa bao giờ được vào ngôi nhà to như thế. Đứng cổng nhìn đã sướng lắm rồi, bước vào trong thì ôi thôi đẹp vãi lìn ạ, cứ gọi là mất ngây con cả tay. Bể bơi to như bể công cộng, nhà ăn thì bằng nguyên cái nhà vẫn ở, tivi bằng cả cái phản. Ôi má ơi, Simpkins tung tăng chạy khắp các tầng rồi lao mình lên giường. Amanda thì kiểu sướng quen rồi, khổ tí méo chịu được. Nghe có vẻ không quen lắm, cất đồ đạc xong liền lên phố. Có điều mọi thứ lạ lắm đi nhầm vào đường một chiều. Hễ gặp sẽ lại lầm nhầm, đừng tông tôi mắt nhắm tịt nghiêng đầu sợ hãi. Nhắm mắt nhắm mũi nhấn ga cũng ra được đường lớn, chúa ơi, may quá vẫn còn sống. Để mừng cho điều đó, Amanda đến siêu thị làm chai rượu vừa tu vừa nhặt đồ. Bà cô bán hàng cười toe tét vì vừa khách sổ. Về nhà bật riêng đốt củi, mở nhạc làm ly rượu vang, Amanda gào thét nhảy múa như kiểu lên cơn động kinh. Nằm mãi không ngủ được đành nhổn dậy ngắm chó, thế rồi chửi nhau với nó luôn. Tại ngôi nhà bên kia, đồng nghiệp của Ethan đến xin lại ít đồ cho bạn. Từ ngày đuổi nó ra khỏi nhà bảo ship mà chưa thấy đâu. Cơn gió xe xuyên thổi mạnh, chiếc lông mi bay vào mắt làm chất xúc tác, để may o thổi bụi cho cô nàng xinh đẹp. Nhìn theo chiếc xe khuất tầm cổng, thấy cặp đôi bồ lão rượu nhau qua, Sinh Kinh thấy một nỗi buồn man mát, gió thổi mạnh trên ngọn cây xào xạc, lòng cô cũng lăn tăn gợn sóng. Nửa đêm tại làng quê hẻo lánh, một anh chàng có chút hơi men gõ cửa xin ngủ nhờ. Đó là Graham, anh trai của Iris, thế là một thằng đang rửa miệng với một đứa đang thất tình dù nhau uống rượu. Có cái hay là cả hai đều chưa kết hôn, họ cạn ly cho cái duyên gặp mặt. Thế là nụ hôn táo bạo của tay say rượu đã làm Amanda tò mò. Cảm giác ăn cháo lưỡi của người lạ nó thật lạ.
cô lên thử lại để rõ mùi vị hơn, thế rồi nghiện miệng nó luôn. Tại một nơi xa lạ ngày mai sẽ chẳng ai có thể nhớ tên. Amanda đề nghị một đêm nồng cháy, sáng hôm sau không khí có đôi chút ngại ngủ. Thật tuyệt khi làm nháy rồi đi mà chẳng vướng bận gì. Nhưng họ đã có chút cảm tình với nhau, những lời nói đến ánh mắt đều hợp nhau đến lạ. Chúng toát ra cái vẻ quyến luyến, em dễ thương lắm, anh cũng đẹp trai lắm. Amanda cầm vé ra sân bay, cô đến đây không phải tìm kiếm tình yêu. Nhưng điều đó không có nghĩ nó không tìm cô ấy. Iris thì nằm quẩy tương bừng trên chiếc nệm êm. Đang nhập tâm trong vai ca sĩ nhạc sóc thì thằng người yêu cũ gọi điện, nhờ làm cho vài trang tư liệu để còn rảnh đi chơi với gái. Trong lúc đó, Graham đến quán rượu ngóng nghe một hồi thì cuối cùng cũng thấy nữ thần. Amanda đã hủy bỏ chuyến bay và ở lại, phải nói rằng nụ cười của cô rất tươi không cần tưới. Iris lái xe ra khỏi nhà, ông lão qua đường hôm trước. Nay không có bà đi cùng ông bị lạc mất, cô liền ra tay nghĩa hiệp. Iris bị hút hồn bởi căn phòng đầy sách cùng giải thưởng của Arthur. Do không biết đường mà lại muốn đi ăn hàng, cô nàng mời ông lão đi cùng. Cái duyên gặp Arthur đã giúp cô gái ngộ ra nhiều điều. Về phần Amanda thì sáng nay cô chẳng thể đi vững nữa rồi. Sau những tiếng chảy trên sóc bom bo hầu như không còn chút sức lực nào nữa. Đùa thôi do nàng say dự đấy, chứ Graham đàng hoàng lắm. Họ lái xe lên thành phố ăn trưa, bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Lần đầu tiên có người chịu ngồi nghe Amanda chút bầu tâm sự. Hoặc có thể trước đây cuộc sống quá bận rộn nên cô không kể đó cho ai. Bữa trưa hôm nay thật sự rất tuyệt vời, mặc dù cũng chả ăn được mấy. Cô gái cô mấy cũng không thể khóc vì nước mắt đã hết từ lúc 15 tuổi vào cái ngày bố mẹ chia tay. Cậu trai thì có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Một bộ phim một câu chuyện buồn, bọn họ cứ thế, trò chuyện cười nói cùng nhau cả buổi. Nói ăn trưa mà đến mẹ chiều luôn còn không về. Hoàng hôn buông xuống trên bậc thang hay con đường vắng. Bất kể đâu có bởi có bụi là kéo nhau vào mớm cháo. Cả hai đều đồng ý, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Sau nụ hôn và một chút quyến luyến, Amanda xuống xe vào nhà. Cũng có tuổi rồi nhưng yêu cái lại nhí nhảnh như con chốc cảnh, nhốn nhảy các kiểu con đà điểu. Cùng lúc đấy, Miles quay lại lấy đồ cho thằng bạn. Tiện đường vào anh đã cầm giúp Iris tập tài liệu của cậu shipper ngoài cổng. Nhân tiện có bữa tiệc nhỏ, Miles được cô chủ tạm thời mời vào chung vui. Hai thế hệ ngồi chung bàn, dù vậy những tiếng cười vẫn rộn vang căn phòng. Trong buồn tắm, Amanda có vẻ hơi vã. Con nàng vùng dậy theo địa chỉ lái xe đến nhà Graham, xách theo túi quả lấy lệ và gõ cửa. Hai cô bé dễ thương xuất hiện gọi bố khiến Amanda có chút bối rối. Cũng may bọn trẻ có cảm tình với bà cô lạ, vợ Graham đã mất 2 năm về trước. Tôi xin lỗi vì không nói điều đó. Trên chiếc bàn ăn nhỏ, anh mang cho lũ trẻ và vị khách mỗi người một tách cacao nóng. Và rồi ngại ngùng làm ngài khăn giấy mua vui cho các con. Bọn nhỏ kéo Amanda vào túp liều của mình, bốn người nằm xuống một cảm giác ấm cúng vô cùng. Một vài câu chuyện vui sau cái nháy mắt của bố, hết đứa lớn đến đứa bé đẩy thuyền giúp. Những câu hỏi ngô nghê làm bất kỳ trái tim nào cũng phải tan chảy. Vậy là câu chuyện trở nên phức tạp, không đơn thuần còn là người qua đường nữa. Họ hiểu về nhau nhiều hơn, có tình cảm nhiều hơn. Mọi thứ không dễ để liên kết với nhau. Một anh chàng biên tập vừa làm bố vừa làm mẹ. Một cô nàng xinh đẹp sở hữu cả công ty giải trí lớn ở Long An. Dường như quá khác biệt, Iris lúc này cũng đã quen dần với những người hàng xóm. Cô đọc bức thư của hội nhà văn Mỹ gửi đến muốn Arthur tham dự buổi vinh danh. Và thế là để ông đủ tự tin đứng trên sân khấu mà không cần bám tay vào ghế đẩy. Iris đã giúp Arthur luyện tập từ bể bơi đến trong phòng. Mọi lúc mọi nơi cô đồng hành cùng người bạn già mới quen. Và mối quan hệ với anh chàng mập Miles cũng dần thân thiết hơn. Họ cùng nhau đi siêu thị mua đồ cho đêm Giáng sinh. Được cái Miles có gương mặt hề khá duyên, Iris được cười rất nhiều khi ở cạnh. Toàn phải lấy tay che miệng sợ văng cả răng ra ngoài. Thế rồi Miles thấy người mình vẫn theo đuổi đang sánh vai cùng anh chàng nào đó. Chán nản thất vọng, về nhà uống rượu, hai con người cùng yêu phải kể không tốt. Chẳng mấy chốc thành chỗ chia sẻ, chỗ dựa cho nhau. Những cái ôm vỗ về, những lời động viên an ủi vơi đi phần nào nỗi buồn quá khứ. Mảnh tâm hồn vỡ vụn dần hồi sinh trở lại. Ngày hôm sau, họ cùng chuẩn bị cho ông Arthur đi dự buổi vinh danh. Miles làm riêng một bản nhạc cho nhà kịch bản tài ba Arthur. Chàng đánh đàn, nàng đung đưa theo nhạc. Amanda lúc này thì đang quần nhau với Graham. Chỉ có ít ngày ngắn ủi nữa cô sẽ trở về. Mọi thời gian được tận dụng nhiều nhất có thể. Không chỉ hợp nhau ở tính cách mà khi leo núi họ cũng lên đỉnh cùng nhau. Nhưng Amanda cũng băn khoăn về khoảng cách. Cô không thể bỏ việc, Graham càng không thể xa con lâu ngày. Hãy coi tuần qua là kỷ niệm tuyệt vời. Chúng ta đường ai lấy đi. Anh có một kịch bản khác cho em. Anh yêu em. Anh xin lỗi vì mình đã nói chuyện quá thẳng thừng. Đừng nói gì được không? Amanda ngăn lại bằng nụ hôn ngọt ngào. Họ bắt đầu vào hiệp 2. Bên kia cặp đôi đang đi ăn vui vẻ thì con ghẹ chuyên đi cắm sừng gọi điện tới cho Miles. Nó hỏi thăm sức khỏe, hỏi có bận không rồi hẹn gặp. Vậy là sau câu em nhớ anh, Miles lại lật đật lên đường. Bỏ cô bạn, bỏ bữa ăn, vội vàng chạy ra xe. Iris nói câu chúc may mắn mà tự nhiên thấy buồn. Rượu đầy ly cứu 100%, về đến nhà, thế có ai nào thằng người yêu cũ tìm được đến nơi. Anh tìm được món quà Giáng sinh của em rồi. Iris lại khóc, cô không hiểu chuyện này như thế nào. Ôi nhà soạn thảo tài ba của tôi ơi, thông minh đến mấy yêu nhiều cũng ngu là có thật. Nói buồn buồn thì tìm đến người ké chân trống, chứ có yêu thương gì khô đông. Hiểu ra đi, tỉnh lại đi, Iris đưa tay ra trán, mọi chuyện thật mơ hồ.
Jasper cầm lấy tay cô, lại đây với anh nào. Họ lại nằm dài trên ghế tâm sự như đôi tình nhân mặn nồng tình cảm. Nhưng rồi Iris bật dậy khỏi ghế khi biết Jasper vẫn sẽ đính hôn và tổ chức lễ cưới. Lấy hết dũng khí, bật đèn cho sáng sủa, cô nhìn thẳng vào mặt Top Boy. Anh có mặt ở đây đêm Giáng sinh nói với em rằng không muốn mất em, trong khi đó vẫn dự định tổ chức đám cưới với người khác. Chuyện này kết thúc, anh biến mẹ anh đi, Iris thấy nhẹ nhõm lạ thường ra mở cửa tiễn khách. Ăn mặc chỉnh tề sang đón Arthur, ông đưa cho cô gái một vòng hoa trắng. Mọi thứ hôm nay hoàn hảo, nắm chặt tay nhà biên kịch, Iris dắt ông tiến lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay của những người mến mộ, những cái ôm của đồng nghiệp cũ, Arthur dũng cảm tự mình bước trên thảm đỏ, Miles cũng kịp đến nơi trước giờ phát biểu. Ngay thỏa thuận đổi nhà cuối cùng cũng hết, Amanda khăn gói ra xe. Họ quyết định để mọi thứ tự nhiên, không luật lệ, không ràng buộc. Ra cửa rồi mở cổng đến ngay cả lúc lên xe. Bất kỳ chỗ nào phải đứng lại một nhịp cô lại ngoài đầu nhìn về phía sau. Người rơi đi nhưng lòng muốn ở lại, Graham đứng lặng lẽ trông theo, người ở lại nhưng lòng muốn chạy đi. Ngồi sau xe Amanda đã khóc, lâu lắm rồi mới có giọt nước mắt rơi trên đôi mắt ấy. Cô đã tìm lại được chính bản thân mình, Hải quay xe, qua giục anh tài xế đưa mình trở lại ngôi nhà nhỏ. Đường tuyết không thể đi nhanh, Amanda vứt luôn hành lý, xuống chạy cho nhanh. Nhưng mệt phải linh hồn, nghỉ phút mốt cô lại lao người đi. Hớn hở mở cổng băng qua khoảng sân trắng đầy tuyết. Bước vào nhà, người đàn ông ấy đang lau vội những giọt nước mắt. Anh rất buồn khi để cô gái rời đi, giờ thì tốt rồi, em đã ở đây. Iris cũng đã rời Mỹ trở lại Anh Quốc, dẫn theo chàng mập về tấu hài cho bọn trẻ. Có lẽ đây là đêm Giáng sinh đẹp nhất trong cuộc sống đầy đau thương của họ. Cùng nhau cụng ly, đong đưa theo điệu nhạc, bọn trẻ tiêu tít cạnh bên. Từ những người xa lạ dưới đây đã là một gia đình hạnh phúc. Giáng sinh ăn lành ấm áp, kết thúc không phải lúc nào cũng xấu, đôi khi nó là mở đầu cho những thứ tốt đẹp hơn. Dũng cảm lên anh em nhé, cứ tiến về trước thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả. Hãy gặp lại mọi người trong video sau. Giáng sinh sắp đến nhưng cô gái chẳng muốn về nhà, lang thang trên bạc cô ấy làm vài ly rượu để quên đi một năm kinh tế buồn. Đột nhiên có anh chàng nhìn phong trần lắm, tiến lại gần bắt chuyện làm quen. Không có chỗ ngủ qua đêm nên cô ấy theo anh về nhà, làm vài ba cuốc rồi đánh một sức tới tận gần trưa. Đang trong nhà tắm cảm nhận nốt cái chữ phe thì có người phụ nữ kéo rèm ra chất vấn. Cô gái giật mình hết toáng lên sợ hãi, nói chuyện vài câu thì mới biết đó là vụ chủ nhà. Dù luôn mùng vân trần các kiểu, cô vẫn bị túng cổ suốt thẳng ra đường. Katarina là một ca sĩ trẻ đầy than vọng, vậy nhưng lại một Giáng sinh nữa sắp thôi qua và cô phải chật vật tìm chỗ đứng cho bản thân. Giữa London phồn hoa tấp nập, Kate cảm thấy vô cùng cô đơn buồn chán. Đang nhâm nhi ly rượu dài sầu thì ở đâu có chàng trai lân la tới bắt chuyện. Do vừa chuyển khỏi phòng trọ mà không muốn về nhà, Kết liền theo Fabien để ngủ nhờ một đêm. Sáng sớm anh chàng đã bảo ra ngoài mua đồ ăn, Kết tưởng đâu tìm được người yêu lý tưởng thì bạn gái Fabien trở về. Muốn tạo bất ngờ nên cô ấy không báo trước, kéo tấm rèm xong thẳng vào nhà tắm gọi tên. Kết lúc này mới hoảng hốt hền, la toáng cả lên rồi bảo mình là thợ sửa ống nước. Bất nhiên Sarah không phải người gốc Xít, hỏi vài câu đã biết kiểu này chính xác là tình một đêm. Quá giận dữ cô ấy lưu cổ Kết đuổi ra khỏi nhà, ném cái vali khiến đối phương sước lãi cả chân. Kết cảm thấy cuộc đời mình sao mà thảm, hết năm đến đít mà vẫn còn đen. Kéo chiếc vali cô thất thở đến chỗ làm, bà chủ vừa nhìn đã thấy ngơ mắt, cảnh báo Kết cứ liệu mà phá hoại cửa hàng. Vừa mặc được bộ đồ chào khách thì chị gái tìm tới gọi ra ngoài, mắt ta yêu cầu Kết nói chuyện với mẹ bởi hiện tại bà đang rất lo lắng. Cả tháng qua Kết đã bỏ 5 lần đi gặp bác sĩ, dùng điện thoại thì cứ như không có, mẹ gọi đến lúc nào cũng tỏ tê tí. Vậy nhưng Kết vẫn chẳng mấy quan tâm, trở vào cửa hàng ưu tiên tìm chỗ ngủ qua đêm nay trước. Bà chủ ném cho quả cầu vào đầu, gọi cô lại yêu tình lời biếng để mua vui với khách hàng. Kết chán nản cầm cái chổi đi lau đồ lưu niệm, bỗng nhìn thấy ngoài đường có anh chàng ngước cổ ngắm trời mây. Thấy tò mò Kết ra ngoài hỏi chuyện, vừa ngửa cổ lên thì chim ẻ giữa mặt tiền. Xin tờ giấy cô lau và định rửa mặt thì Jenna điện tới bảo tối cho ngủ nhờ. Kết vui lắm cảm ơn rối rít, bà chủ nhìn mà cảm thấy khó chịu hơn. Kết biết ý liền chạy ra mời khách, bất thình lính anh chàng khi nãy cất tiếng chào. Cô cảm thấy tay này lăng nhăng quá, liền mở cửa cầm chổi đuổi ra ngoài. Sắp hết giờ làm thì có người đàn ông đến quán, mồm hỏi mua sát tăng nhưng mắt dán vào bà chủ cửa hàng. Kết chứng kiến cuộc nói chuyện mà cũng nổi da gà về độ xến nên tiện mồm châm chọc vài câu. Lúc nhìn đồng hồ mới chất trà đã 6 giờ 14 phút, lịch hệ thử giọng quá mẻ 5 phút rồi. Cô kéo vali vội vã chạy đi cho kịp chuyến, quên luôn việc mình phải khóa cửa hàng. Đến nơi chỉ còn lại ban giám khảo, nhà công về hết lên họ cho cơ hội hát chay. Mệt bởi hơi tai Kết cất giọng như sắp thắc thở, vừa được vài câu đã bị yêu cầu dừng lại. Quá chán nản cô kéo vali đến chỗ bạn, thế rồi đột nhiên cô chạm phải anh chàng kỳ lạ trước cửa hàng. Anh ấy lại tiếp tục rủ Kết đi dạo ngắm thành phố về đêm. Cô bực mình từ chối bảo mình có phải chó đâu mà cần anh phải dắt đi dạo. Thế nhưng Tom vẫn chạy theo chảy cối, không phải chó nhưng cổ đeo xích là được rồi. Thấy chàng trai dai như điền nhưng vui tính, Kết điền bắt tay lấy Thảo rồi nhờ che dùng cho mình thay bụng quần áo. Xong xuôi đâu đấy Tom dắt Kết vào một con hẻm, nó được mệnh danh là lối mòn nhỏ nhất London. Thì ra trước giờ anh ấy khá lập dị, chuyên để ý những điều nhỏ nhặt mà người khác bỏ qua. Kết mãi chạy theo mà không để ý dưới chân, thế là ngã cắm mặt vào đống rác. Cô bực mình chửi Tom để chút giận. Đường đeo chịu nhìn cứ chỉ lên trời làm bà ấy mất tập trung.
Tom cười chừa rồi dẫn cô gái vào một khu vườn trống. Anh chỉ tay đọc VNH vách được sự từng người. Kết cảm thấy vô cùng thú vị. Lúc chuẩn bị lên xe, cô ngỏ ý xin số để liên lạc lần sau. Vậy nhưng Tom nói mình không có, khiến cô nàng cười không nhặt được rằng buổi tối hôm đó họ chia tay như thế. Tom hứa rằng thi thoảng sẽ ghé lại cửa hàng. Kết đến khu trọ của Jenna, còn phòng trống nhưng nó bé vừa bằng mắt mũi. Cất ván ly kết ra với ngồi hóng chuyện, quay đi quay lại đã gáy như công nông lên dốc. Hơn tiếng sau cô bất ngờ bật dậy, cứ như kiểu vừa gặp ác mộng trong mơ. Jenna bảo con bạn lên bàn ngồi ăn chút gì đó, nhưng Kết lắc đầu bỏ vào phòng để ngủ cho ngon. Vậy nhưng thế quái nào cô ấy lại dắt trai về nằm cạnh, tới nửa buổi mới lên lút tống cổ anh ta đi. Không giúp được gì, vừa đặt mông đã phá hoại, Jenna dù không muốn vẫn phải khác tay chồng tuyến đứa bạn thân. Kết đến chỗ làm thì kinh hoàng bạt việc, cửa hàng bị đột nhập và mọi thứ nằm ngủ ngang. Santa biết nhân viên quên khóa cửa, nhưng bà bỏ qua không khai gì với cảnh sát. Kết cũng thấy mình có lỗi vô cùng, hứa rằng sẽ đi làm để đền bù lại sau. Santa nhìn cô nhân viên mà rơi nước mắt, chức nhận vào làm nó có thế này đâu. Không tìm được cảm xúc, bà buông lời trách cứu, chỉ vì Kết mà mình đã phải làm việc phạm pháp, đó là đập cửa kính để lấy tiền bảo hiểm đền bù. Không nỡ đuổi Kết lúc khó khăn, Santa cho cô ấy một cơ hội nữa, dọn dẹp lại cửa hàng để ngày mai bày bán. Tối hôm đó Kết chẳng biết đi đâu, ngồi trên vali mong chờ Tâm tới. Tình cờ thấy anh chàng phóng xe đi dạo, biết được tình hình liền dẫn Kết tới chạy vô gia cư. Nhìn chán hẳn cô ấy đã vali quay đầu, trong khi đó Tom lại vào làm tình nguyên viên. Đường dưới gầm cầu Kết mua suất pizza ăn tạm, rét thâm cả hến nên buộc lòng phải gọi bố trở về nhà. Sợ vợ nói nhiều nên ông quay xe đi làm tiếp, Kết gõ cửa xương con thì mẹ không ra mở, buộc lòng phải đập dồn dập hết cảnh sát đây. Vừa nhìn thấy con gái bà đã than sầu kể khổ, chao bố nhà chị đi đâu suốt cả tháng nay. Mẹ điện không nghe cũng chẳng gọi lại, giờ mò về nhà nhìn như đứa chết trôi. Kết nhức hết cả đầu lên giường đi ngủ, bè gà liền chàng tấm vỏ chăn rồi ngồi cạnh hát khúc du. Sau cảm thấy không thoải mái lên, hôm sau Kết về nhà muộn, đang dọn dẹp cửa hàng thì Tom thọ đầu vào gọi, thế là họ cùng nhau trang trí một cây thông. Trời đã về khuya, Kết mới ra ngoài ăn tối, vẫn là miếng pizza đựng trong chiếc hộp nhựa vàng. Tom lo lắng bảo làm nhiều mà ăn thế này thì chết, anh đưa tay kéo cô gái dậy dẫn đi theo mình. Con hẻm tối om và có bức tường ngăn cách, Kết sẵn háng rách cả quần lót mới trèo được qua. Lên đến nơi, Tom làm ra vẻ đột nhập, anh bật công tắc ánh đèn lập tức sáng lung linh. Tiến vào sân, Tom dạy cô ấy môn trượt băng nghệ thuật, ban đầu thì ngã nhưng sau dần cũng quen. Không khí lãng mạn, cả hai đang tình tư thì bất ngờ ông bảo vệ chạy vào chửi cho tay tua. Thế là họ giấc tay nhau bỏ chạy đến điểm đón xe bus mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tom nói vài lời rồi với tay chào tạm biệt bảo Kết cô giữ việc để mình thi thoảng tới thăm. Hôm sau tới cửa hàng, Kết thấy ông lão hôm trước cứ lượn lờ ngoài cửa liền chạy vội ra nói điều gì đó vào tai. Thế là cô bảo bà chủ để mình tư vấn khách, âm thầm đầy thuyền cho cặp đôi tuổi đã xế chiều. Lần thử giọng tiếp theo, Kết khuyến mại thêm một tiết mục trượt băng. Giám khảo thấy rất lạ vì trước đây chưa ai làm như thế. Họ bàn nhau cho cô vào vai chú ngựa bởi kiểu cách này làm gì có người nào hợp hơn. Vừa gây được chút thiện cảm thì Kết tự nhiên bị ngã, cô đành cười chư phủi đít đánh bài chuồn. Ngày hôm sau, Kết đợi mãi mà Tom không tới, giúp bà chủ trang điểm đi hẹn hò xong cô lìa khóa cửa tới chạy vô gia cư. Đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy những con người bất hạnh, Kết bước vào hỏi ông lão về Tom. Ông ấy liền cất tiếng gọi, ngay lập tức có cả 10 cánh tay phía dưới giơ cao. Kết đang phân trần không phải như thế thì ông lão rối cài khăn vào tay bảo trong quầy giúp, thế là bất đắc dĩ cô trở thành tình nguyện viên. Chia xong bánh, Kết để lại lời nhắn rồi quay đít lặng lặng ra về. Bố mẹ cùng chị gái đang ngồi tại bàn ăn để chúc mừng cho mắt ta vừa thăng chức. Thế nhưng cái gia đình này chưa bao giờ yên ấm, Kết vừa ngồi xuống đã to tiếng tủng lung. Hai chị em cãi nhau rồi đến bố mẹ, không khí căng thẳng chẳng ai chịu nhường lấy một câu. Trong cơn nóng giận, Kết nói ra chuyện chị mình đồng tính, mắt ta tức giận đứng dậy bỏ về phòng. Đồ ăn vẫn còn nguyên chẳng ai dùng dù chỉ một miếng, Kết cũng chào mẹ rồi ra khỏi nhà trong đêm. Ngày quán quanh cô làm vại bia lót dạ, rồi giỏ bước tới chạy dành cho người vô gia cư, tính gõ cửa nhưng lại ngại lên thôi. Vừa quay đầu đi thì Tom cất tiếng gọn, khuya thế này cô còn làm gì ở đây? Kết đự nhiên cảm thấy rối trí, có hơi me nên cô buông lời trách móc, anh đi đâu mấy ngày nay để tôi phải tìm hoài. Tom nhận ra Kết đang suy sụp, liền bảo cô về nhà mình tâm sự. Ngồi bước vào phòng, Kết đã tỏ về kinh ngạc, bởi nó sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ đều chỉ chu. Sợ làm nhan đệm nên cô ngồi phịch xuống nền đất, Tom liền nhẹ nhàng sắt lại hỏi hàn. Kết khắp than bảo khi xưa mình từng bị bệnh tim phải ghép, rồi kéo áo để lộ vết sợ dài. Tom đưa tay ngỏ ý muốn được sơ thử, Kết đồng ý, anh mới nhẹ nhàng đặt giữa quả núi đôi. Kết lại khắp kể lại tháng ngày kinh khủng đó, Tom liền tiến tới cho cô gái mượn vòng tay. Anh lặng y nghe từng câu từng chữ, rồi thi thoảng có vài lời động viên. Chút hết nỗi lòng, Kết rủ Tom lên giường đi ngủ, nhưng anh ấy bảo vậy quá nhanh. To của người hôn Kết rồi kèm theo lời chúc, khiến cô ấy mỉm cười nhắm đôi mắt nghiêm chìm. Sáng hôm sau, Kết bỗ thấy cuộc đời sao vui đến lạ, cô về chào cha mẹ rồi sửa soạn đến chỗ làm sớm hơn mọi khi. Vừa hết giờ, Kết liền đóng cửa, cầm tấm biển kêu gọi quyên góp đến trước trại của những người vô gia cư. Bài đầu tiên chỉ được 1 đồng xu duy nhất, nhưng chẳng hiểu sao Kết thấy vui đến tột cùng. Được bao nhiêu tiền Kết mang vào quyên góp, dù ít hơn mức tối thiểu nhưng cũng là cả tấm lòng. Những ngày sau, Kết vẫn tiếp tục làm như thế và ban ngày còn rất nhiều người tham gia. Tiền kiếm được cũng khá nên cố quyết định thơ lớn, làm giám khảo tuyển chọn tài năng. Ai nấy đều hào hứng chọn cho mình tiết mục riêng lên sân khấu,
Kết ngồi bên dưới mà cười chẳng thể nhận được rằng mấy ngày nay Tom lại biến đâu mất. Kết lang thang tới khu vườn cũ mới gặp được anh. Cô mừng rỡ ngồi cạnh bên mà hôn cho thỏa nỗi nhớ, nhưng khoảnh khắc ấy Tom lại bảo cô gái đừng phụ thuộc vào mình. Kết cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, trái tim vừa lành không thể cho nó cho người lại làm mình đau. Tom chẳng nói thêm lời nào nữa, lặng lại đứng nhìn người con gái ấy rời đi. Kết tìm đến nhà bạn gái chị để nói lời xin lỗi, mắt ta tuy còn giận nhưng vẫn cảm thấy vui, dặn dò em hãy ghé qua khi cần người tâm sự. Lòng nhẹ bớt phần nào nhưng Kết vẫn thấy còn khoảng trống, liền tới quán uống rượu một mình. Có chàng trai cầm ly đến gạ kèo, anh nhìn em có vẻ cần thêm chai nữa. Kết lịch sự từ chối và nghĩ thầm trong bụng, mà mẹ mày cái thằng đi lân la trịch dạo. Bà chủ dạo này có tí tình yêu lên đỡ quạo hẳn, hay bày tỏ sự thân thiết với nhân viên, bà khuyên Kết nên tìm cho mình một người bên cạnh, Giáng sinh đến rồi đỡ phải ở nhà ông chăn. Hôm sau cô dành thời gian cả ngày cho mẹ, đưa bà đi dạo khắp phố phường, rồi tranh thủ mua vài món quà nhỏ, ghé nhà chị và vài người bạn cũ cảm ơn. Tối muộn Kết ké qua chỗ Tom ở, bấm chuông vào cửa rồi chạy tiết lên tầng. Ở đây có anh chàng môi giới đang đến xem để giúp bán căn phòng, thấy chiếc điện thoại để sau cánh tủ, Kết cười rú lên vì biết Tom không nói đùa. Vậy nhưng sau vài lời nói chuyện, cô mới nhận ra Tom đã qua đời năm ngoái và chính anh là người hiến tặng để mình gấy ghép tim. Đôi mắt dần nhè đi vì dòng lệ, Kết không đứng vững mà ngồi sụp xuống sàn. Rời khỏi căn nhà, Kết lang thang khắp con phố, không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô ấy lúc này. Kết đến khu vườn phủ một màu tuyết trắng, Tom xuất hiện tiến tới ngồi trước mặt động viên. Anh nhờ cô gái giúp mình chăm sóc trái tim, đừng bao giờ làm cho nó tổn thương lần nữa. Nhìn Tom rời đi, Kết không thể ngăn việc bản thân thổn thức, cô hiểu rằng anh ấy đã cứu rỗi cuộc đời mình. Hai tuần trôi qua, đêm Giáng sinh đã đến, Kết lên sân khấu với đèn nhấp nháy quấn tạm bụng quanh người. Thế nhưng nụ cười của cô ấy thì vô cùng rạng rỡ, truyền thông điệp đến mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau, dù nhỏ thôi nhưng nó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Lúc này đây Kết chẳng cần chạy theo điều gì cao sang to tát, cô say mê cất tiếng hát cùng ban nhạc chữ giúp phía sau, chúc cho mọi người có Giáng sinh an lành ấm áp. Kết ở đây đã thành câu nối cho gia đình nhỏ, không biết đã từ bao giờ họ mới tỉ lại được không khí ấy. Thời gian trôi qua nhưng cô vẫn thường đến khu vườn trống, không phải để buồn mà nở nụ cười với anh ấy ở trên cao. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Chúc cả nhà một lễ Giáng sinh vui vẻ. Cô gái này vừa trải qua những giờ phút đón Giáng sinh vô cùng tồi tệ vì cả nhà túng vào trêu chọc gái già ế lâu năm. Anh chị em đều thành gia lập thất nên cô tủi phận ngồi cùng bàn với đám trẻ con. Thế rồi số phận cho cô gặp chàng trai gôn thủ cùng hoàn cảnh nên họ hợp tác hẹn họ. Giữa buổi tiệc cô tháo cuốc chỉnh lại mâm xôi thịt, hít một hơi lấy đà lao nhanh tới. Chàng trai tóm eo nâng cô ấy lên một cách nhẹ nhàng, có điều đang vui thì đột nhiên tụt váy. Anh nhìn thấy vếu giật mình thả tay khiến đối tác mã xoải ra đất để bù đắp, anh liền đưa cô về nhà ngủ qua đêm, bình minh lên họ cuốn lấy nhau tập thể dục. Liên tục mấy hiệp nên ai cũng mệt, nằm nhả nhựa trong tư thế giáo đầu đuôi. Chuyện tình của họ chớm nở kể từ đó nhưng đâm hoa kết trái còn trải qua nhiều gian nan. Sloan là một cô gái vô cùng ghét những ngày lễ bởi cứ tụ họp lại y như rằng cả gia đình súng lại giục lấy chồng. Chị em đều đã con cái đủ đầy, chỉ riêng cô ấy là vừa mới bị nói lời chia tay. Cùng lúc đó có anh chàng vận động viên chơi Golden Jack bị mắc kẹt trong kỳ nghỉ với cô bạn gái không hợp hồ. Kali dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ, họ rất thân thiện nhưng anh chàng vẫn thấy mất tự nhiên. Bạn gái vào phòng lôi dốc cổ rắc lên giường, bố mẹ đồng ý rồi lên thỏa sức mà chơi. Anh chàng có vẻ không hứng thú lắm nhưng cũng nằm ra khoanh tay mà hưởng thụ. Sloan được chị gái tặng cho bộ đồ ngủ, vừa nhìn qua cô đã thấy nó chẳng khác nào cái chân. Jack thì bất đắc dĩ phải khoác lên người đồng phục nhà bạn gái, mở gói quà thì thấy cô ấy tặng cho cái quần khá kỳ. Jack nở nụ cười giả chân cảm ơn cho có, trong lòng mong mọi chuyện kết thúc ở đây. Thế nhưng đột nhiên Kali giơ tay mắt lim dim chờ đợi, Jack ngượng ngạo bảo anh đến bắt gái bằng tay không. Kali nghe thế thì lộn tam bành, xả một tràng khiến Jack bối rối rút vì lấy tiền đưa. Cô gái lúc này càng sôi máu, $40 anh nghĩ tôi là cái ca con vay chắc, cảm thấy rẻ rúng nên Kali đòi gấp đôi. Jack bực mình buông lời chỉ trích, bảo bạn gái cố tình gài bẫy út sọt, anh cởi áo cầm hộp quà giơ tay cho gia đình nhỏ, cháu đi về và sẽ chẳng gặp lại đâu. Trong khi đó Sloan phải chứng kiến cảnh thằng em út cầu hôn bạn gái, mặt cười chúc phúc nhưng lòng thì đau nhói tâm can. Jack mang cái quần khá kỳ bạn gái tặng tới cửa hàng trả lấy tiền để mua vé máy bay. Không thể ngờ Sloan cũng xếp hàng ngay cạnh với mục đích trả lại đống quà tặng của người thân. Họ nhìn nhau buông lời cà khịa, cảnh báo đối phương đừng có chọc tức mình. Cả hai vừa trải qua một lễ Giáng sinh tồi tệ nên tâm trạng méo có được vui. Nhân viên thông báo quần áo của Sloan đều là từ 2 năm trước, nếu thanh lý sẽ tính giá gần $5. Cô méo mặt a cay bà chị có con vào xét xỉ vãi cả lồi. Jack liền nhanh tay vơ hết đống, tống cho người phụ nữ phía sau bảo tất tốt xít $50. Giải quyết xong cặp đôi ra ngoài chia tiền theo cổ phần đóng góp rồi tiện đường mới rảo bước cùng nhau. Đột nhiên người tình ngày lễ của bà G cất tiếng gọn, Sloan kể lại mọi chuyện khiến Jack nảy ra một ý tưởng điên rồ. Anh chạy theo thuyết phục cô gái lạ, chúng mình giả vờ làm một cạ để thiên hạ trầm trồ. Ban đầu Sloan không đồng ý, bởi vì nghĩ mình đâu biết quái gì về anh ta. Thế nhưng Jack vẫn chạy theo trái cối, sắp tới tôi có vé tham dự buổi tiệc rất bự đến một mình sợ đám bạn cười cho. Tình ham vui nên Sloan nghe cũng sướng, bắt tay một cái rồi lấy địa chỉ thông tin. Do mùa dịch nên Sloan làm việc online tại nhà, đang báo cáo với sếp thì mẹ video call, bà giới thiệu cho cô một anh chàng hàng xóm, hiện là bác sĩ và vẫn còn độc thân.
Sloan không muốn nghe nên liền gấp máy rồi cầm cạc Virgin lấy số gọi Jackson. Vậy là họ cùng nhau góp mặt trong bữa tiệc, đứng trên làn can đảo mắt anh luận về những người xung quanh. Sloan chợt nhận ra dì Susan đang khoác tay một cậu sinh viên trẻ, cảm thấy không thoải mái nên cô tìm chỗ có rượu uống vài ly. Tiện một nên Sloan kể về tình cũ, một anh chàng người Pháp đẹp trai thông minh và tay giỏi. Được vài câu thì Sloan buồn nái, liền xin phép đứng dậy vào nhà vệ sinh. Ở đây Sloan gặp một cô nàng đang sốt mất bởi sắp được cầu hôn mà mặc bộ váy như vần ồn. Thế là Sloan đổi trang phục cho cô ấy, bước vào bảo Jack đừng có hỏi nhiều. Cặp đôi bắt đầu cùng nhau quẩy tung bữa tiệc, không liên quan nên thỏa sức thể hiện cái điên. Một ánh đèn chiếu xuống lấy họ làm trọng tâm, Sloan ngay lập tức bỏ hút vào tư thế. Jack cổ lùi người giải tán đám đông, vứt phăng cái áo khoác đứng tấn sẵn sàng. Sloan chạy tới trong tiếng reo hò cổ phủ, Jack nhấc bổng đối phương lên một cách dễ dàng. Như đột nhiên ngọn đôi chọc thủng chiếc váy chật trội, cậu trai giật mình thả cô gái ngã sấp mặt luôn. Bị chất vấn, Jack đứng dậy đánh bài chùn để lại Sloan chứng kiến khoảnh khắc đếm ngược thời gian. Chùm bóng bay trên cao được thả xuống, chúc mừng năm mới ai nấy đều hô vang. Sloan nhìn quanh nhìn quần, bỗng cảm thấy buồn vì mọi người đều có đôi. Jack chạy lại đặt nụ hôn lên má, coi như là để an ủi mình cùng với đối phương. Trên đường về Jack ngỏ ý lễ tình nhân gặp lại, nhưng Sloan chưa nhận lời vì méo biết hôm đấy có rảnh không. Họ chia tay nhau ai về nhà nấy. Hôm sau cô gặp tình cũ tại siêu thị, anh ấy đi cùng bạn gái mới Felicity. Jack vô tình nhìn thấy cảnh Sloan bị đá đều, nên chạy lại vỗ vai nhận mình là người yêu. Và cứ thế họ hù nhau diễn tuồng để Sloan không cảm thấy bị quê. Thế nhưng cô vẫn chạy lòng sau vụ việc bởi bạn gái của tình cũ quả nhiên nóng bỏng và chảy chung. Trên lận một hồi Sloan mới rực nhớ mình mang giỏ đồ ra mà chưa thanh toán tiền. Thế là cô kéo Jack ra xe, ép anh ăn cùng để lỡ bị bắt thì có đồng phạm. Jack lúc này vẫn muốn hợp tác với Sloan hẹn hò trong ngày lễ để mong tránh khỏi áp lực từ người thân. Cả hai đồng ý không quan hệ chăn gối vì rất sợ cái bản năng của phụ nữ là gắn bó và sinh con. Sloan liền bắt tay tán thành bởi cô cũng sợ cái bản năng của đàn ông ăn xong thường bỏ trốn. Thế nhưng lần này biết số đã xảy ra, em trai Sloan lại là người quen của Jack. Bà chị Abby thấy thế cũng tiến lại gần ăn câu chuyện, bảo có người yêu rồi thì dẫn về nhà chơi. Trong lúc đám trẻ hào hứng chạy trước nhặt trứng phục sinh thì Sloan lại lo lắng theo sau quán triệt điều khoản với Jack. Bà cô Susan tuy có tuổi nhưng vẫn còn phượng lắm, mặc bộ đồ nhìn như thỏ thành tinh. Mẹ Sloan thì mời cả chàng bác sĩ hàng xóm tới dự, vậy nhưng con không hợp tác nên bà cũng cạn lời. Trong lúc chui vào căn trò của cháu gái tránh áp lực, Jack khuyên Sloan nên mở lòng ra một lần nữa. Là fat boy chính hiệu nên anh ấy nhận ra chàng bác sĩ không phải loại giống mình. Vậy nhưng Sloan chưa nghĩ đến chuyện đó bởi bản thân vẫn chịu tổn thương chưa lành. Tối ngồi uống rượu họ lại khiến nhau nên cả hai đều trong trạng thái say mềm. Sáng tỉnh dậy Sơn hốt hoảng khi thấy mình nằm dưới đất, cô chẳng nhớ được gì nhưng chắc chắn việc xếp hình đã xảy ra. Bởi bản thân cô đang mặc cái quần của Jack đến khi anh ấy nhắc mới vội vã ra sau ghế ngồi thay. Jack kéo chân nhìn thằng em dại, nó có vẻ mệt nhưng chẳng biết đã thỏa mãn chưa. Vậy là để tránh rơi vào tình thế khó xử, họ thống nhất chưa có chuyện gì xảy ra. Thoáng một cái lễ pháo hoa tới, cả gia đình lại lên xe đến địa điểm vui chơi. Dì Susan vẫn giữ vững phong độ, lần này dẫn theo một ông lão nhiều râu. Ngay đầu ông ấy đang bị thần kinh tọa nên phải hút cỏ để điều trị căn bệnh tai ương. Abby nghe vậy thì cùng với Sloan bắt cái top, hơn thế nữa họ còn động viên Liz thử rít một hơi. Đứng trên bờ Jack cùng đồng bọn bắn pháo, ở dưới nước thằng bạn ngã sấp mặt lòng sông. Liz do phê cần nên luật nhiên hết lớn, Jack giật mình buông quả pháo cụt mẹ mất ngón tay. Sloan nghe tin thì vô cùng hốt hoảng, huy động mọi người đến giúp đỡ đưa anh ấy ra xe. Tới giường bệnh cô cho Jack làm vài hơi giảm đau, vừa hết thuốc tê mà anh ấy cười như trùng số. Y tá bước vào Sloan mới vội vàng đứng dậy dập điều thuốc nhưng cô vẫn nhìn Jack rồi cả hai cười không ngập được mồm. Tình cờ thay anh bác sĩ hàng xóm là người vũ thuật cho Jack, vừa gặp Sloan đã te bắt mặt mừng hỏi hàn. Jack chứng kiến cảnh ấy thì tỏ Jack khó chịu, khẽ háng giọng bảo bệnh nhân đây này. Sloan đưa người tình ngày lễ về nghỉ ngơi, cẩn thận đắp cho anh tấm vỏ chân tránh lạnh. Sloan bảo nếu anh không cần gì thì mình về trước, Jack không muốn nhưng cũng gật đầu bảo kìa đi. Sau ngày hôm đó cả hai đều nhận ra bản thân đã rung động nhưng vì sĩ diện nên không ai chịu mở lời trước với đối phương. Tạm chi đám cưới em gái Sloan cũng không mời Jack tới nhưng bà dì Susan lại gửi thịt trước đó 2 ngày. Sloan tỏ vẻ bất ngờ lắm, chẳng hiểu sao anh ấy lại có mặt bàn bền. Để trả đũa Sloan cầm tay anh bác sĩ đưa lên miệng hôn hít như đúng rồi. Jack buồn đời cầm chai bia tu lấy đực, Sloan liền tiến lại gần gọi cốc sơm banh. Họ to tiếng cãi nhau như mổ bò, rõ chẳng là gì nhưng vẫn lên mặt chất gần đối phương. Đột nhiên người dẫn chương trình gọi bố và cô dâu lên nhảy, không hiểu tiếng nên anh phát nhầm bài. Jack liền dục Sloan lên gỡ rối bằng cách khơi mào cho các cặp đôi. Dì Susan chồng phao câu về phía chim cu anh bác sĩ, chẳng để ý xung quanh họ lắc nhiệt tình. Cặp đôi chứng kiến mặc hoanh tay bất lực, hẹn Halloween này sẽ gặp lại nhau. Sloan nhờ chị chỉnh đốn trang phục để nhập vai quá phụ đen, mặt không giống lắm nhưng mơ mũ quạt thì y chao. Đội chiếc mũ lên đầu cô ra chào thuyền trưởng Jack, vừa nói được vài câu tình cũ tiến lại gần. Anh ấy mang theo cô bạn gái, đã mang bầu chỉ 2 ngày nữa là sinh. Sloan có chỗ chứng tăng xong cảm thấy khó thở, Jack liền tình nguyện đưa cô ấy về nhà. Anh theo nguyên tắc thứ 3 là không được bỏ rơi bạn hẹn. Sloan không đi nổi nên Jack phải vác vào trong, đúng lúc ấy thì Sloan bị Tào Tháo đuổi. Cô hốt hoảng dục Jack gửi cho mình cái váy, đang tụt sở thì bố mẹ trong thang máy nhìn ra.
Nhưng thôi mặc ông bà hiểu lầm sao cũng được, Sloan không giải thích vì sắc bĩnh cả ra quần. Cũng may Jack tháo được dây kịp lúc, giúp Sloan thoát được gã Tào Tháo gian manh. Sloan xấu hổ úp mặt xuống gối, Jack liền trấn an sẽ không kể với ai. Cô gái rơi nước mắt cảm ơn chàng trai gôn thủ, cứ như thế họ lan ra ngủ cùng nhau. Sáng tỉnh dậy, Sloan thấy tay đối phương đặt không đúng chỗ, cô liền chỉnh lại kéo xuống rốn 5 phân. Thỏa thuận của họ chính thức bị phá vỡ, nằm nhà nhựa mỗi đứa quay một đầu. Bên ngoài tiếng chuông cửa reo lên hồi thúc giục, Abby bước vào với tâm trạng hoảng loạn rối bời. Chả là vừa nãy ở bữa tiệc, Abby không kìm được lòng mà hôn một gã đàn ông nên cảm thấy mình có lỗi với chồng và xấu hổ trước các con. Jack nghe được câu chuyện liền ra về trước, hẹn gặp lại trong ngày lễ tạ ơn. Cặp đôi chia tay và không liên lạc, Sloan còn nghĩ rằng mọi chuyện thế là xong. Nhưng khi cả nhà đang chuẩn bị đồ cho buổi tiệc, Jack tìm đến với cái bánh góp cổ phần. Anh tình nguyện chở Sloan đi siêu thị mua sắm, họ đã cãi nhau và cô ấy trở về một mình. Abby nghĩ rằng mọi chuyện do em gái nên to tiếng chỉ trích Sloan sướng mà không biết đường. Trong công thức giận, Sloan đã bật lại tanh tách, bảo chị có chồng còn hôn trai lạ thì đừng có mà dạy đời em. Thế là thôi, buổi tiệc nhanh chóng trở thành nơi cãi vã, ông lão đến cụm gì, Susan không chịu được áp lực lên cơn đau tim. Susan không biết phải xoay sở thế nào nên kéo Sloan theo xe cứu thương tới bệnh viện. Đúng lúc đấy anh chàng bác sĩ ra gọi người nhà bệnh nhân làm thủ tục, Sloan liền đẩy mong gì tiến tới thổ lộ nỗi lòng. Và như thế một già một trẻ hôn nhau đắm đuối, chẳng khác nào cá chuối con bồng mẹ. Sloan về nhà nhìn lại những bức ảnh, chưa thấy nhớ Jack đến lạ lùng. Trong lúc cả nhà đi mua sắm, họ bất ngờ thấy Jack trên thang cuốn xuống tầng. Abby và LIZ cho rằng đó là số phận, bảo Sloan đuổi theo chàng trai ấy. Thấy gì bướng quá đây, Jack cũng thêm lời, cơ hội trời cho thì đừng nên bỏ lỡ. Sloan liền lao người đuổi theo Jack, không bắt kịp nên cô đứng trên bục đờ diễn gọi tên. Dàn đồng ca lúc này cũng giúp sức, gọi Jack Sơn để giúp cô gái tỏ tình. Sloan cầm mic bắt đầu nói giữa đám đông, cô thừa nhận có tình cảm với anh, đồng thời rất ân hận khi buông tay Jack. Đôi mắt Sloan đã nhòe đi vì dòng lệ, ông già Noel đứng nghe cũng chẳng kìm được lòng mà khóc theo. Cũng không khai cần anh trong mọi ngày của tháng, nếu được trọng đời thì hạnh phúc biết bao. Jack giả vờ rảo bước đi rồi quay đầu trở lại, họ hôn nhau trong sự cổ vũ của toàn thể mọi người xung quanh. Vậy là ngày lễ năm nay đã trọn vẹn, Sloan vượt qua được sự tổn thương, về nhà hãnh diện với chị em mẹ bố, vỗ ngực thẳng thường con đã có người yêu. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại trong video sau, chúc toàn thể mọi người có một Giáng sinh an lành hạnh phúc. Cô gái này vừa bị chồng bỏ, với cái lý do muôn thở sống không hợp nhau. Bao nhiêu năm bạn nồng gắn bó mà giờ nó phủi hết chỉ bằng một câu. Cô cay lắm vì anh ta không báo trước, ly dị đéo gì lại nhằm đúng Giáng sinh. Trong nơi nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình, cô ấy quyết định búc lịch đến chờ phi nghỉ lễ. Thế nhưng bất ngờ cô gặp bên cố nhỏ, trong phút trước trở thành bác sĩ khám cho voi. Vùng đất cằn cỗi nhưng lại khiến con người ta phải lòng. Cô quyết định ở lại thêm vài tháng hòa mình với thiên nhiên. Trong thời gian đó cô quen được chàng phi công đã có bạn gái, đang hôn nhau thì bị cô ấy bước vào bắt quả tang. Chuyện tình tay ba liệu rằng có nên cơm cháo thì mời các bạn cùng xem hết video. Kết làm một cựu bác sĩ thú y, cô sống cùng chồng và cậu con trai tên Lúc. Chỉ còn một ngày nữa Lúc nên đừng nhập học, cả gia đình tranh thủ chụp bức ảnh kỷ niệm chung. Dù là giác nhân thành đạt, công việc bận nên làm nháy đã phải rời đi. Hôm sau Kết giúp con trai dọn đồ đạc, con cẩn thận đánh dấu chiều cao lúc cậu ấy rời nhà. Lúc ôm mẹ động viên đừng lo lắng, con đi học chứ có phải ra chiến trường đâu. Lúc vừa đi kép đã thủ thỉ với chồng, đã đặt vé tới du lịch châu Âu. Vậy nhưng Du bỗng vào đầu bứt chán, bảo có chuyện này cần nói với vợ ngay. Anh chờ con trai đi để tránh nó buồn, sự thật là anh không còn yêu em nữa. Không bàn bạc và không cảnh báo, chỉ một câu như thế Du xách đồ rời đi. Kết cảm thấy hoang mang trang váng, tháo chiếc nhẫn mà nước mắt cười rơi. Cô gom hết quần áo của chồng bọc lại, đem ra phố phát miễn phí cho người vô gia cư. Không chịu nổi cảm giác một mình trong ngôi nhà rộng lớn, Kết quyết định sẽ đến chờ phi. Vừa tới sân bay đã có người tới đón, nhưng ông vắng mặt chỉ có bà thôi. Chẳng mấy chốc xe đã đến khách sạn, bước vào căn phòng lòng cô ấy lại xót xa. Tuần trong mặt thứ hai lẽ ra là hạnh phúc, mà tự nhiên nghe tin dữ động trời. Kết trả tiền phục vụ rồi bật nắp sân bay, làm một hơi dài để có cảm giác đời bớt như lồi. Xuống ăn tối cũng là bàn đôi đặt trước, Kết đã ước có chồng ở bên. Đồng lúc ấy có anh chàng tên Judeg bước vào gà kèo thằng bạn làm ván đầu đuôi, bà đầu một cuối cộng vào lấy tổng nhân hai, chắn tao ăn lẻ để cho mày. Gia Phi cười bọc cái loại khôn như chó, ở nhà tao chúng nó bị xích hết rồi. Judeg liền quay ra hỏi Kết, em từ đâu đến mà ngồi hốc có một mình. Thay vì trả lời, Kết bảo Judeg đoán, thế là anh chàng có cơ hội chủ tài luôn. Chỉ lần thứ hai đã trởn đét, tiện mùng còn khen cô gái nhìn rành điệu ghê. Thấy tờ giấy trên bàn ghi ông bà côn gát, anh tò mò hỏi thế chồng chị đâu. Kết lúc này không kìm được cảm xúc, tuôn ra một trang kể lại bi kịch vừa xảy ra. Judeg nghe xong mặt không biến sắc, nhìn để tôn hỏi cô có ăn hết chỗ này không. Kết tức giận đứng dậy bảo của mày tất, rồi ngớm mời quay đi chờ về phòng. Sáng hôm sau phục vụ gõ cửa, Kết tỉnh dậy mới sực nhớ có lịch đến khu bảo tồn. Tình cờ thay cô gặp lại Judeg, anh ấy là phi công phụ trách chuyến bay. Judeg thông báo chặng đường dài 40 phút rồi khởi động phóng vút lên bầu trời. Chưa được bao lâu anh phát hiện điều bất thường phía dưới, xin phép Kết cho có lệ rồi đột ngột hạ cánh giữa vùng thảo nguyên. Judeg bảo vị khách ngồi in chờ đợi, còn bản thân khoác ba lô đi xem xét xung quanh.
kết do tò mò và sợ hãi, vội xuống máy bay chạy theo cùng. Họ phát hiện ra một chú voi vừa bị lấy đôi ngà. Jude Eger dùng điện đàm báo cáo với trung tâm. Nếu không được giúp voi con sẽ chết, Jude Eger cần kết phối hợp hành động ngay. Do am hiểu tập tính của những loài động vật, Jude Eger đã rất nhanh làm voi con bình tĩnh. Các nhân viên có mặt đưa nó lên xe tải, kết liền ngỏ ý muốn đi theo giúp đỡ. Thấy vị khách nhiệt thành và từng là bác sĩ, Jonathan chấp nhận để cô ấy tham gia. Mọi người khiến con riêng kết đỡ, mang chú voi vào lều chuyển nước đắp chăn. Mọi việc xong xuôi, kết được dẫn đi tham quan trại. Ở đây nuôi dưỡng rất nhiều động vật để chờ ngày trả chúng về với tự nhiên. Kết cảm thấy vô cùng hào hứng, nhờ vậy mà tạm quên đi nỗi đau bị chồng bỏ bất ngờ. Trong lúc trở về lều, kết vô tình đi lạc, mở cửa bước vào thì thấy Jude Eger đang ở chân. Anh chỉ đưa cho cô đến chỗ ở rồi tới khu nhà bếp chuẩn bị bữa ăn. Kết tỉnh xuống đúng lúc mọi thứ xong xuôi, chỉ việc ngồi chén rồi sau đó đi dạo một vòng. Họ cùng nhau tâm sự vài chuyện đời tư, kết không giấu được tiếng thở dài cùng vẻ mặt cợt buồn man mát. Đêm hôm đó cô không sao chụp mắt, nằm một lúc liền rời lều đến thăm chú voi con. Cô lại gặp Jude Eger một cách tình cờ thêm lần nữa, bởi hôm nay là phiên anh ấy phải trực đêm. Bình minh lên, chú voi con cất tiếng, kết vui mừng vì thấy nó đã khỏe mạnh hơn. Jude Eger xuất hiện mang theo bình sữa, cô liền cầm lấy cho chú voi bú bình. Jonathan gợi ý đặt tên cho nó là Manu, mang ý nghĩa như người con thứ hai của Kết. Do bác sĩ chỉ ghé qua mỗi tháng một lần, Kết tình nguyện ở lại cho đến lúc hết hạn visa. Cứ như thế cô dần gắn kết với chạy voi và hiểu thêm về tập tục của loài động vật to lớn. Kết yêu Manu đến mức bỏ cả lều ra nằm cùng nó mỗi đêm. Đến giờ ăn, Manu lại kéo chân giục cô gái, đói lắm rồi mang sữa lại đi. Jonathan và đổi ca và thông báo, vé khứ hồi Kết đặt khó địch là ngày mai. Cô chợt thấy buồn, sao thời gian chưa nhanh quá, ngồi trên ghế đá nhìn ảnh gia đình lại càng nõ lòng hơn. Biết Kết sắp rời xa khu bảo tồn, Dujek liền lái xe đưa cô tham quan nhiều nơi nhất có thể. Họ dừng lại bên một hồ nước cạn, lúc này Kết mới biết Dujek là một họa sĩ tài năng. Giải tấm thảm cho Dung khỏi chui vào háng, cặp đôi uống trà ngắm nhìn đàn voi. Dujek kể cho Kết nghe thêm nhiều điều về châu Phi hùng vĩ, dù cần cõi nhưng khiến con người ta phải lòng. Anh cũng tiết lộ về nỗi buồn quá khứ, vợ qua đời khi chưa kịp sinh con. Đã 15 năm trôi qua ròng rã, Dujek vẫn chưa nghĩ đến chuyện tái hôn. Thời gian anh dành hết cho những con thú hoang gặp nạn, coi bọn chúng là gia đình mới. Tối hôm đó, Jonathan tổ chức một buổi tiệc nhỏ chưa tay Kết, cô ấy đích thân vào bếp làm vài món đặc trưng của quê nhà. Biết Kết ở nhà hành ngắm bầu trời qua kính kiên văn, Dujek rủ cô vào lều trải nghiệm điều khác biệt. Có chút hơi men cộng thêm trời đêm đẹp lạ, cảm xúc dâng trào, họ trao nhau nụ hôn. Đúng lúc ấy có cô gái bước vào, Leslie hiện tại là người yêu của anh chàng phi công. Kết có chút bối rối nên cất lời chào ra về, Dujek liền chạy theo mà để bạn gái đứng chờ bên trong. Sáng hôm sau Kết ra gặp Manu lần cuối, nó uốn vòi như chẳng muốn rời xa. Khoảnh khắc ấy Kết đã quyết định ở lại, chờ chú vòi khỏi hẳn rồi tính sau. 3 tháng trôi qua, Giáng sinh sắp đến, Kết lúc này đã trở thành bác sĩ của trại voi. Vợ và con Jonathan ghé thăm khu trại, giờ đã được kể về Kết nên hai đứa trẻ rất quý bà cô. Kết nên sót đặt chiếc máy pha cà phê nhằm phục vụ mọi người nhân dịp nghỉ lễ. Kèm theo đó là giấy gọi của tòa, thông báo Kết có mặt để xử lý vụ ly hôn. Kết buồn đã đứng dậy ra thăm chú vòi nhỏ, nhưng nó cùng bầy đàn lại càng thấy chạnh lòng hơn. Dujek ôm lấy cô nói lời an ủi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà thôi. Tối hôm đó Manu theo con đầu đàn bỏ trốn, Kết rất lo lắng nên bắt Dujek phải đi tìm. Anh chàng làm theo nhưng đầu đã ủi mưu tính kế, được nửa đường dừng lại bảo ngủ thôi. Chuyện lũ voi sổng chuồng không hề hiếm, Dujek chứng kiến nhiều nên chẳng hề lo. Anh trần ăn Kết ngả lương chợp mắt, sáng ngày mai chắc chắn sẽ tìm được thôi. Bình minh lên có con voi già đi tới, nó dùng vòi đánh thức cặp đôi. Dujek đã quen biết Joy 10 năm về trước nên anh bình tĩnh xuống xe cất lời chào. Kết cúng ăn ké mối quan hệ, xuống vút ve con vật khổng lồ. Trung tâm báo đã tìm thấy dấu vết của đàn voi, Dujek ngay lập tức lái xe lên đường. Chẳng mấy chốc họ đã thành công mang chúng trở lại trại, Kết thoải mái vào bếp phụ nấu cơm. Giáng sinh ở châu Phi không thể thiếu món dê hầm để thịt chín mềm, khá mất thời gian. Jonathan chạy vào gọi Kết ra đường băng, Dujek đã mang đến cho cô một bất ngờ. Anh chờ lúc tới đón Giáng sinh cùng mẹ, tất nhiên vé thì là do bố cậu ấy mua. Bàn ăn toàn ngô lục với vài chai bia ít thôi, nhưng ai cũng vui vì cả năm mới có dịp tụ họp cùng nhau. Ngồi trên bàn, anh Jonathan động viên Dujek, Kết vẫn ở đây thì tranh thủ mà sơi. Lúc thấy mẹ rất lâu rồi mới vui như thế thì cũng hiểu lý do bà chưa muốn hồi hương. Trong lúc trở về lều, Kết bắt gặp Dujek đang đứng vẽ, cô ghé vào ngồi uống nhâm nhi. Cả hai đều ưng cái bụng lắm, nhưng chưa ai dám bước qua ranh giới ngỏ lời. Kết không biết rằng bức tranh Dujek vẽ chính là cô chứ không phải con nai sừng tấm. Lúc thấy mẹ vui mới lấy hết can đảm nói ra bí mật, bản thân cậu đã bỏ trường đại học kinh doanh. Với đam mê viết nhạc từ thời nhỏ, lúc thuyết phục mẹ đồng ý cho mình chọn lựa con đường riêng, Kết không giấu được nỗi buồn trên gương mặt, cô rời khỏi bữa tiệc ngồi một mình uống cà phê. Sáng hôm sau lúc lên đường về nước, Kết dẫn con hãy nghĩ lại về quyết định của mình. Vậy nhưng trong lòng cô ấy đã ủng hộ lúc cho dù cậu có lựa chọn thế nào. Tối hôm đó, Leslie tới lều của Dujek đã nhìn thấy bức tranh vẽ Kết, cô dưới nước mắt thuyết phục anh đến nơi khác để đón Giáng sinh. Mặc dù biết Kết rồi cũng sẽ rời khỏi trại, nhưng bản thân Dujek vẫn muốn ở lại tranh thủ ít thời gian. Leslie biết không sơ múi được gì nữa, liền lấy việc công trả thù tư.
Cô thông cáo qua năm sẽ khất viện trợ vì trước giờ thích cái vòi của Dujek chứ để ý gì đến đàn vòi. Ngày hôm sau Kate quay trở về Mỹ, cô nói sẽ gọi FaceTime nhưng Dujek bảo không cần. Anh ấy ôm cô đầy lưu luyến, bảo nếu Kate quay lại mình sẽ vẫn ở đây. Kate lên xe mà lòng buồn rũ rượi, mấy tháng vừa rồi là kỷ niệm rất vui. New York tuyết rơi tấp đập người trên phố, nhưng bước vào nhà lại có cảm giác cô đơn. Kate khuyên con trai vào trường âm nhạc, vẫn có bằng đại học mà lại thỏa đam mê. Cô cũng thuyết phục người chồng cũ để con trai được lựa chọn hướng đi. Kate gọi cho Jonathan hỏi về tình hình ở trại, voi còn vẫn ổn nhưng khu bảo tồn thì không. Nắm được tình hình, Kate ngay lập tức hành động, thu gom trang sức của mình đem bán, đồng thời kêu gọi những người bạn chung tay. Rui cũng bị vợ cũ thuyết phục đặt bút ký tấm séc 108.000 đô, dồn được bao nhiêu Kate gửi hết cho Dujek để anh có khoản duy trì đến khi tìm được nhà tài trưởng mới. Thay lời cảm ơn, Dujek cũng tặng Kate những bức tranh mình vẽ, dù xa cách nhưng họ vẫn liên lạc thường xuyên. Hơn 2 giờ đêm Kate vẫn chưa trộm mắt, bản thân Dujek thì cũng ngủ nhòm kính thiên văn. Hãy có chuyến xe đưa du khách tới, anh ấy lại hy vọng đó là quý bà có địa tôn to. Kate lúc này đã mở phòng khám, nhưng nơi khi vẫn nhớ tới vùng đất châu Phi, một buổi tối nọ khi Dujek trở về khách sạn, thằng bạn liền bê để tôn bảo có vị khách mời. Anh ngoái lại phía sau thì vô cùng xúc động, Kate đã chính thức bán nhà theo tiếng gọi con tim. Giờ đây thì chẳng còn gì ngăn cách, cặp đôi đã chính thức về chung một giường. Manu giờ đây đã đủ trừ cao cân nặng, các vợ chồng mang chú voi nhỏ trở lại với tự nhiên. Nỗi buồn vốn là một phần trong số phận, nhưng họ biết rằng phải để nó tự tạo nên cuộc sống riêng. Giữa thảo nguyên bao la bát ngát, số lượng voi đã giảm đến 62% trong 10 năm gần nhất. Nếu bạn yêu loài động vật lớn nhất trên cạn, hãy liên hệ để ủng hộ vào số tài khoản của S. Mình hứa sẽ trao đi chứ không hốc hết, chúc mọi người có cái Tết ấm lo. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại trong video sau. Nhân dịp Giáng sinh, cặp đôi này dẫn nhau lên đỉnh, dừng dưới chân đồi, họ ngồi lên chiếc xe trực tuyết. Chàng trai vẫn khởi cám đầu cám cổ viết ga, cô gái liên tục kêu la vì cành cây đập vào mặt. Đến nơi anh quỳ gối cầu hôn, đang lúc lãng mạn thì nổi lên trận gió. Cô gái bị thổi ngã ngửa về sau, cậu trai cố kéo như chỉ còn chiếc nhẫn. Chưa kịp đau buồn thì đất dưới chân tụt xuống, cứ như thế anh ấy lụn xuống đồi. Cô gái lao người trên sơn dốc, sau một hồi thì đập đầu vào gốc cây. Cuộc đời cô kể từ đây dễ hướng, mất chỉ nhớ tạm thời chẳng biết có thể tìm đường trở về quê. Sierra là con gái của ông chủ tập đoàn, chuyên kinh doanh khách sạn và khu du lịch nghỉ dưỡng hạng sang. Bố giàu có nên cô không muốn kinh doanh buôn bán, thay vào đó chỉ thích hưởng thụ ăn chơi. Berry ra được sợ con rảnh rỗi sinh nông nổi, nên nghĩ bừa một chức danh để kéo cô ấy về làm. Sierra cũng biết điều đó, chứ làm gì có giám đốc bầu khí quyển. Cô họ địa phần nàn với người yêu tên Tux, bảo anh tư vấn giúp mình tạo dấu ân riêng. Đang nói chuyện thì Tux chợt nhớ ra là đến rửa đăng ảnh lên Facebook. Do vừa mất tín hiệu, anh chàng tắt máy, Sierra bực tức đứng dậy tự chọn cho mình một bộ đồ theo giờ tay. Cùng lúc đó có chàng trai tên Jack tìm đến gặp ông chủ tập đoàn bàn chuyện làm ăn. Chả là anh ấy có vài khu nhà nghỉ đặt gần đây nên muốn ký hợp đồng cho thuê. Durigan đội mũ lên đầu lao xuống núi, bảo chàng trai thắng được mình đã rồi nói chuyện xong. Hết đường đua, Jack bám theo sắt nút, nhưng có điều vẫn tính là thua. Durigan thấy anh chàng cũng có chút tài hơn tướng nên đồng ý cho Jack đi theo trình bày. Jack liền tranh thủ bảo mình có vài khu trượt tuyết nhỏ, 70% khách đến đó trước khi vào chỗ của ông. Thế nên mạo muội mong được đầu tư vốn để phát triển thêm các cơ sở hạ tầng. Durigan có vẻ không hứng thú lắm, đưa anh chàng ly nước bảo cứ tự nhiên, ông còn cẩn thận dặn nhân viên ở đó. Jack dùng dịch vụ gì thì khỏi tính tiền mà phở gì. Trước khi đi, Durigan còn ngoái đầu khen ngợi, tinh tế lắm khi để tôi thắng vụ vừa rồi. Sierra lúc này bước ra từ thang máy, nhân viên đã vội vàng báo nhau qua bộ đàm đón tiếp tiểu thư. Sierra vừa gọi điện vừa đảo mắt tìm bạn trai, lóng ngóng thế nào pha vào người Jack. Tất cả phê sữa đồ hết lên bộ đồ hàng hiệu. Sierra hốt hoảng vì giờ không có thời gian thay. Tút chạy đến nơi vẫy đuôi với bạn gái, nhưng mặt lại bảo Jack quất khỏi tầm nhìn. Sierra mang bạn trai đến ra mắt bố, Durigan không ưng lắm bởi cái thằng này suốt ngày Facebook. Jack trở về trong tâm trạng buồn rầu, khách phàn nàn chiếc xe vừa thuê đã hỏng ông chủ ơi. Anh vội vã vào nhà lễ đồ ra sửa, thất hứa với con vì không thể đưa cô bé đến nhà thờ. Cũng may Avi vô cùng hiểu chuyện, đi cùng bà để bố ở nhà nghiên cứu con lô. Durigan có chuyến công tác xa vài ngày, ông hứa với con gái sẽ về đón Giáng sinh. Bố vừa đi, Sierra đã quán triệt với cấp dưới, cấm làm phiền cần gì sẽ chủ động gọi về báo tin. Tút đánh xe đến đón bạn gái, với dự định sẽ chụp ảnh tại một đỉnh núi cao. Dừng dưới chân đồi, họ ngồi lên xe trượt tuyết, táp cắm đầu chạy mà không để ý tấm biển nguy hiểm cấm vượt qua. Chụp xong tấm ảnh, anh chàng quỳ xuống, lấy ra chiếc nhẫn ngỏ lời cầu hôn. Sierra vui mừng khôn xiết, nhưng nhẫn to quá có đeo vừa đeo đâu. AV lúc này vừa viết xong điều ước, liền nhờ bà bế để treo nó lên cây. Đụng cười thân ấy khiến ông già Noel cảm động, gẩy lỗ mũi tạo ra trận gió to, đưa điều ước của cô gái nhỏ bay ngang qua chỗ cặp đôi đang thổ lộ tâm tình. Sierra bị đẩy lại phía sau, tắt sự cố kéo bạn gái nhưng chỉ còn chiếc nhẫn, bản thân anh cũng lộn xuống đồi. Sierra lo người trên sườn dốc, tốc độ quá nhanh khiến cô ấy đập đầu vào gốc cây. Jet lại tuần lục chợ khách đi tham quan thì vô tình phát hiện ra cô gái đang nằm bất tỉnh. Anh ngay lập tức gọi cho cứu hộ, đưa nạn nhân đến bệnh viện kiểm tra. Sierra không gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng vỏ chạm khiến cô ấy mất trí nhớ tạm thời. Cảnh sát chưa xác minh được danh tính nên để Sierra ở lại. Thời thức ăn của bệnh viện quá nghèo nàn, cô ấy liền đồng ý cùng Jack tới khu nghỉ giữa.
Tắt tỉnh lại sau cô lộ đồi, nhìn quang cảnh anh chàng chẳng biết mình ở đâu. Đang quay video câu cứu thì điện thoại sập con mẹ nó nguồn, chẳng còn cách nào khác tắt phải tự tìm đường thoát thân. Sierra thì ngẩn người trong ngôi nhà xa lạ, Avi thỏ đầu khỏi lan can hí hí chào bà cô. Giác tận tình giúp đỡ người gặp nạn, mang ra đống quần áo của du khách để quên. Mẹ anh cũng niềm nở khi thấy nhà có thành viên mới, vui vẻ dẫn cháu gái về phòng nghỉ ngơi. Sierra vào tới nơi thì nghe tiếng động lạ, kéo tấm rèm bất giác thấy đám chồn hôi. Hòa hốt hình cô hét lên sợ hãi, Giác nghe thấy liền vội vã vào xem. Anh trấn an cô gái không việc gì phải sợ, có động vật hoang dã tức là đang hòa mình với thiên nhiên. Trời sầm tối tắt nhìn thấy một căn nhà nhỏ, quá mừng rỡ lên xông vào hết toáng lên. Ông lão giật mình ném đống mồi câu giữa mặt, anh chàng không giận mà tiến lại hỏi tên. Ralph giới thiệu rồi bảo cháu trai đừng xúc động quá, Tắt cầm tách trà còn chưa kịp uống, đã ngã xuống đất bất tỉnh luôn. Sáng hôm sau Sierra đang ngủ xe dấp, cái tivi hẹn bật khiến cô mực tức vô cùng. Cầm điều khiển Sierra thẳng tay ném, rồi ấn eo bước ra mở tấm rèm. Vậy vì khách bên ngoài vẫy tay chào hỏi, Sierra giật mình biết không phải là mơ, cô soi gương mồm lầm bầm tự hỏi, mình là ai sao đéo nhớ được gì. Avi bước vào chủ động bắt tay cất lời chào, rồi dẫn Sierra sang phòng sấy mái tóc chưa khô. Đứa trẻ hỏi bà cô dùng tên gì để gọi, Sierra lên bảo cháu thử đặt xem nó ra làm sao. Avi hớn hở chạy lên rừng chì tay vào đám gấu, cuối cùng chốt con chó Sarah. Sierra cầm bức ảnh gia đình Avi lên hỏi, mẹ cháu đâu sao lâu nay không thấy. Avi buồn rưng rưng nước mắt, bảo mẹ qua đời đã được 2 năm. Sierra bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, ăn ủi một hồi rồi theo cô bé xuống nhà ăn trưa. Vừa hết đồ nên Jake bảo Sierra chờ một chút, anh làm trứng ốc chỉ một lát là xong. Sierra ngại nên sắn tay vào bếp, nhưng vụng thối méo làm được mà ăn. Bà lão mỉm cười nõi nhỏ với con trai, chắc cô gái này từ trên trời rơi xuống. Jake thì có cảm giác đã gặp Sierra ở đâu đó, nhưng anh không thể nhớ chính xác là lúc nào. 2 ngày trôi qua không thấy tiểu thư xuất hiện, anh da đen mới xuất ruột tới gõ cửa phòng. Họ vào trong thì thấy Lãng Hoa kèm lời nhắn, Tass viết rằng háo hức chờ Andy. Vậy là 3 người đi đến kết luận tiểu thư đang dành thời gian nghỉ dưỡng với bạn trai. Không ai biết cô ấy đang trở thành người giúp việc, dọn dẹp phòng để mong hồi phục loại trí nhớ. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ ăn với giỡn, Sierra thậm chí không biết chảy cái ga rửa. Jack hết lòng tạo điều kiện nhưng chỉ thấy cô nàng phá hoại, quay đi quay lại mọi chuyện đã rối tung. Tass lúc này đang cùng với ông lão đi bộ vượt rừng đến ngôi làng gần nhất. Dự kiến 3 ngày mà mới nửa buổi anh chàng đã nằm lan ra đất, bảo Ralph hãy bỏ mình lại để tự cứu bản thân. Sierra trong lúc cỡ tóc rút đứa trẻ đã phần nào đó nhớ ra mẹ ngày xưa. Hai cô cháu đang chuyện cho vui vẻ thì Jake hết toáng nên hỏi Ave làm gì với cái máy giặt. Con bé lắc đầu nhìn bà cô với vẻ đầy ái ngại, Sierra lặng lẽ tự động quay đầu bỏ đi. Ra trường ngựa cô tủi thân bật khóc, trách bản thân vô dụng bất tài. Sierra không thể ngờ Jake đang ở đó, đã nghe được hết chẳng sót một câu. Cô chào chú ngựa rồi vào nhà kho lấy củi, bê xuống bậc thềm thì ngã chỏng trơ. Jake vội chạy ra hỏi cô ổn chứ, rồi xin lỗi vì vừa nãy quá lời. Sierra không để tâm điều đó, nhưng nghĩ thấy cái phận mình hầm hiu, đã mấy ngày trôi qua mà người thân chẳng thấy đi tìm. Jack liền trấn an và dù Sierra tới khu chợ lớn, ở đấy nhiều người biết đâu có ai đó nhận ra. Vậy là họ dạo quanh khu bán quạt lưu niệm, Jack trải lòng chắc phải đưa gia đình trở lại thành phố. Bởi 2 năm nay việc kinh doanh toàn thu với lỗ, khách hàng dần chuyển hướng đến những khu nghỉ dưỡng hạng sang. Sierra rất buồn khi nghe điều đó, nhưng cũng chẳng biết làm gì để giúp bị ân nhân. Cô lặng lẽ đến gian hàng gần đó, đứng ngắm nhìn một quả cầu pha lê. Nó giống như món quà ngày xưa mẹ tặng bố, nên Sierra cảm thấy rất thân quen. Jack tính ý nhận ra cô gái thích nên bảo ông lão bán cho mình làm món quà tặng Sierra. Sau đó họ di chuyển tới địa điểm thắp sáng cây thông Noel, mọi người đồng thanh cùng nhau đếm ngược, pháo hoa nổ rực sáng bầu trời. Do mất trí nhớ nên Sierra không hề hay biết, lâu lắm rồi cô mới có khoảng thời gian cười tươi như thế. Sierra dần quen với cuộc sống nơi đây, mở tấm rèm cô tự tin, vẫy tay chào du khách. Phòng ốc dọn gọn gàng và còn bắt đầu học cách nấu ăn. Gia đình nhỏ luôn rộn rã tiếng cười, Sierra chẳng khác nào một thành viên mới. Trước đây cô vốn rất sợ trượt tuyết thì giờ lại tự tin đứng trên ván leo sốc đổ đèo. Dù ngã sấp mặt nhưng Sierra vẫn cảm thấy vui vì bên cạnh luôn có Jack song hành. Ngày hôm sau họ cùng nhau đến buổi quyên góp quà từ thiện, Jack vẫn làm như thế hàng năm để giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nghe những người xung quanh nói chuyện, Sierra nhận ra Jack là một người đàn ông trên cả tuyệt vời. Trở về nhà anh định hôn cô ấy nhưng khựng người lại vì sợ rằng cô đang yêu ai khác ngoài kia. Không khi có chút ngượng ngùng, Sierra trở về phòng, nằm chăn trở và đã nghĩ ra cách cứu khu nghỉ giữa. Sáng hôm sau cô trình bày ý tưởng, mời tất cả khách hàng cũ đến dự buổi lễ kỷ niệm và nhân tiện kêu gọi quyên góp luôn. Mẹ vợ Giác tòa về rất đồng tình, liền lấy ra cuốn sổ ghi chép suốt một thập kỷ qua trong đó lưu tên tuổi địa chỉ của từng người đã đến đặt phòng trước đây. Vậy như khi Sierra nói với Jack, anh ấy lại gật đi vì cho rằng đó là lợi dụng. Thêm vào đó bản thân Jack cũng cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải lo cuối tháng ăn gì. Mẹ bước vào phòng động viên anh con gì, nếu thấy áp được thì buông bỏ hết đi, bà thật tâm muốn Jack sống hạnh phúc nên đẩy thuyền anh với cô gái ngoài kia. Sierra lúc này rời trứng, bảo sẽ về dù chẳng biết về đâu. Avi liên bật dậy khỏi ghế, giữ cô ở lại đến lúc lấy được chi nhớ rồi đi. Jack cũng rời khỏi phòng làm việc, cầm theo món quà của vợ nhờ cô gái treo dùng lên cây. Sau đó họ lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh, thiệp mời được in và đưa cho du khách.
Khu nghỉ dưỡng giờ đây vô cùng lộng lẫy, đèn đủ màu sắc sáng rực trong đêm. Tass lúc này vẫn chưa ra khỏi khu rừng, ngồi đốt lửa ăn đậu phộng, đóng hộp nhung. Anh khuyên Ralph lên lập một kênh sinh tồn trên YouTube, bản thân sẽ giúp kéo video lên top trending. Trước đêm Giáng sinh, Bill Rigat về khách sạn, ông gọi con gái nhưng không thấy trả lời. Nghe nhân viên báo tin, Bill Rigat vô cùng lo lắng, yêu cầu đội an ninh lật tung cả khu rừng, thêm vào đó gọi cho cảnh sát trưởng, huy động lực lượng tìm bằng được Sierra. Trong khi đó, Sierra vừa nhận được món quà từ mẹ Jeff, bà tự tay sắm cho cô chiếc váy và đôi giày. Tass được cảnh sát tìm thấy trong rừng cùng ông lão, họ liền mang cả hai về khách sạn để nhân viên nhận dạng đồng thời lấy lời khai. Bill Rigat lo lắng hỏi Tass con gái mình đâu, anh chàng bảo không biết, tưởng cô ấy đã về khu nghỉ dưỡng. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Tass còn hấn hở khoe mình đã cầu hôn Sierra trên đỉnh núi. Bill Rigat cạn lời với thằng giờ, hối nhân viên an ninh lập tức đi tìm. Tass tranh thủ mối quan hệ quen biết, xin cho ông lão đã giúp mình vượt tai ương, thì Zaraf là tay săn trộn nổi tiếng trong vùng, bởi vì vậy ông ấy mới dựng trò thít tận rừng sâu. Sierra thay đồ xong bước xuống, Greg hào hóc mồm vì hai lá phổi quá là to. Bà biết ý đưa Avi vào bếp để cặp đôi có khoảng không ra riêng. Jeff đang định tranh thủ lót dạ bắt cháo lưỡi, thì bên ngoài tiếng thị trưởng vang lên, ông mang theo cả một đội quân tới sự lễ kỷ niệm. Chờ thêm một lúc, Sierra liền dục Greg lên phát biểu, nhưng anh ẩm ư chẳng thể nói nổi thành câu. Vài vị khách khi xưa từng được giúp đỡ, đã cắt lời lên quyên góp chút tấm lòng. Ngài thị trưởng cũng báo tin vui, sau đó khu nghỉ dưỡng được công nhận là địa điểm lịch sử. Buổi lễ quyên góp thành công tốt đẹp, mọi người đều hào hức khi Greg giới thiệu Sierra. Đồng lúc ấy, Birigan tìm đến nơi, ông gọi tên khiến con gái dần nhớ ra mọi chuyện. Sierra bất ngờ lên chẳng biết phải cư xử sao cho đúng, chỉ đành nói cảm ơn rồi theo bố về nhà. Avi chạy đến ôm chầm lấy Sierra, bảo cô đừng đi, hãy ở lại sống với mình. Greg đau lòng gọi Avi trở lại, biết điều đó sớm muộn gì cũng đến, mà khoảnh khắc chia ly không ai tránh được nỗi buồn. Sierra giờ đây như một con người khác, vừa dậy khỏi giường đã tự gấp chân thu gối. Nhân viên phục vụ bước vào mà tròn xoay mắt ngạc nhiên, chẳng biết có phải tiểu thư của mình không nữa. Sierra còn tự tay vào bếp làm bữa sáng, chẳng quan tâm đến việc lên đồ họ báo. Giới truyền thông rất quan tâm đến vụ tai nạn của ông trùm khách sạn nên xin Sierra được phỏng vấn đưa tin. Gia đình Greg hào hứng ngồi trước TV, ai cũng vui vì Sierra gửi lời cảm ơn. Hơn thế nữa, cô còn càng ở khu nghỉ dưỡng rất tuyệt, tạo cảm giác thân thiết gắn kết với mọi người. Cho đến khi Tass công bố đã cầu hôn thì Greg rất buồn tắt TV không thể xem tiếp. Avi cũng thất vọng vì điều ước không thành sự thật, bởi cô bé mong muốn có một người đến chăm sóc bố. Và rồi khi biết bố thích bà cô mà chưa thổ lộ, Avi đã thúc giục Greg lên đường nói cho Sierra biết. Trong lúc thất vọng vì chiếc xe trực tuyết trong kho dở trứng, Avi phát hiện ra một cái khác ngoài sân. Thì ra ông già bí ẩn tại dân hàng vài ngày trước đã âm thầm đặt nó ở đó từ bao giờ. Avi vui mừng lên xe đi cùng bố, quyết chuyến này phải tìm được vợ cho cha. Sierra đang chuẩn bị đi nghỉ tuần trăng mật, cô gặp bố và bảo muốn có lối đi riêng trong sự nghiệp. Cùng lúc đó, mẹ vợ Greg ở nhà không kịp ngay điện vị khách gọi tới đặt phòng. Việc Sierra ca ngợi khu nghỉ dưỡng trên truyền thông đã vô tình trở thành chiến dịch marketing vô cùng hoàn hảo. Sierra tháo chiếc nhẫn đính hôn trả lại cho Tass vì cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Greg đang loài hoay tìm Sierra thì ông già Noel gọi lại, tôi chắc rằng thứ anh tìm đang ở phía sau. Greg theo lời chỉ dẫn quả nhiên tìm thấy cô ấy, anh chưa kịp nói gì thì Sierra đã chủ động ngỏ lời. Ông già Noel dẫn Avi và Berga đến để họ cùng chứng kiến niềm vui của những người thân. Cuộc sống vốn là như thế phải không các bạn, phép màu luôn tồn tại đâu đó ở ngoài kia. Giáng sinh này cầu nguyện đi nhé, hội những người độc thân vui tính, mùa đông đến rồi chịu khó kiếm gấu mà ổn. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.